Hello mọi người, chào anh chị. Mọi người có khỏe không? Dạo này mọi người như thế nào rồi? Trời ơi, lâu lắm rồi tụi em mới có một buổi talk show. Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau. Và cái buổi talk show này là một cái chủ đề về market. Và cũng như là như anh chị em cũng đã thấy là trong một năm qua mình đã gặp rất là nhiều cái biến động về cái market trong năm 2023. Thì nhân dịp cuối năm, buổi talk show này tụi em muốn gửi tới tất cả những anh chị đã theo dõi và đã ủng hộ tất cả các anh em trader và những anh chị em đã cố gắng ở trong một năm vừa qua để mà đưa ra những cái nhận định về market. Em là Baby Yoda, Sơn Hoàng, xin lên Hoàng Sơn và Eric kính gửi lời chào tới tất cả mọi người. Và ngày hôm nay cho Yoda được dẫn chương trình về talk show giải mã năm 2024 về các cái diễn biến về cái market và các thị trường. Anh Sơn nghĩ như thế nào về cái market đóng cửa trong ngày hôm nay? Đơn giản cái diễn biến thì ai cũng muốn nghe. Ok, thì anh chị thấy rồi đó. Từ tháng 11 đến giờ là 2 tháng đi lên, sideways đi lên, thì ai cũng mong đợi một cái Santa Rally. Thì Santa Rally năm nay được gọi là hơn mức mong đợi. Rally mà tới hết năm luôn chứ không phải là tới Christmas đâu. Cái này là rõ ràng là mình thấy là thị trường nó đang hold để nó không có muốn rớt, cho nó có một cái kết quả một năm nó trọn vẹn. Nếu mà anh chị coi, anh chị thấy là nến tuần, nến tháng của SPY đóng rất là đẹp. Nến tháng của SPY 2 tháng, tháng 11, tháng 12 đóng rất là bullish luôn. Thì anh nghĩ là cái này là đây là cái ý muốn của cá mập, là họ cũng muốn như thế. Nhưng mà với cái kiểu đi như thế này thì nhìn là thấy là nó cần một cái nhịp điều chỉnh. Ai cũng mong chờ một cái nhịp điều chỉnh trong 2 tháng nay, nhưng mà nhịp điều chỉnh này nó chưa có xảy ra. Thì câu hỏi được đặt ra là khi nào nó xảy ra? Ai cũng muốn nó xảy ra cả. Chắc chắn là sang năm là sẽ xảy ra rồi. Và khi nào thì mình sẽ cùng mình giải đáp trong cái buổi talk show ngày hôm nay anh chị ha. Đầu năm nay không biết anh chị mọi người ở public có theo dõi tụi em ở trên Pi không, nhưng mà hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay là tụi em có predict được là cái bear market của năm 2022 nó đang như đó kết thúc rồi. Và phải thực sự okay, thì nó kết thúc thì đúng rồi đó, nhưng mà nó đi lên quá ghê luôn anh chị. Right, nó đi lên mà hầu như là mình không expect được cái cú đi như này, giống như là năm 2020 vậy đó. Thì em cũng giống như anh Sơn, em nghĩ seasonality, mọi người, seasonality là khoảng đầu tháng, giữa tháng 1 cho tới tháng 2, tháng 3 đó, mình sẽ thấy market pullback. Cũng giống như cái nhận định của mình, seasonality vào tháng như là tháng 9, tháng 10 thì anh chị đã thấy nó pullback rồi. Mà sau cái đợt pullback đó thì nó đi thẳng đi lên luôn, test lại all time high, thậm chí là đa phần những index là nó lên nó phá all time high hết rồi anh chị. So yeah, mình còn một cú pullback về trước khi mà đi nữa anh chị. Healthy market. Ok, thì kể cả Eric với kể cả anh Sơn cũng đưa ra những cái nhận định là mình có thể là sẽ gặp một cái lực pullback vào đầu năm vào đầu năm 2024. Ok, thì cái câu hỏi tiếp theo mà em muốn đặt ra cho anh Sơn là theo như anh Sơn nghĩ ấy, là market của mình đầu năm sau khi mà xảy ra một cái đợt pullback ấy, thì nó có tiếp tục nó rally, nó đi lên nữa không, hay là nó sẽ dừng lại và nó tạo những cái đợt sóng correction như năm cũ? Tức là ở đây là tạo đỉnh chưa đúng không? Đúng rồi. Đỉnh 2024 chưa đúng không? Theo anh nghĩ á nha, thì market này vẫn chưa hoàn tất cái sóng tăng này. Khả năng là con SPY nó còn lên nữa. Nếu mà có pullback á, thì anh nghĩ là cái nhịp rớt đó nó chỉ là pullback thôi, nó chỉ là correction thôi chứ không phải là đảo chiều. Okay. Anh target con SPY này nó phải lên ít nhất là 500. 500. 500 hoặc là hơn như thế nữa cho sang năm. Ok, vậy là anh nghĩ là nó sẽ tạo một cái lực pullback, sau đó nó sẽ đẩy lên cao hơn. Còn Eric thì sao em? Rồi anh chị cũng biết năm bầu cử rồi gì đúng không? Năm sau là bầu cử rồi anh chị. Mọi người nếu mà anh chị nhìn lại năm 2016 và năm 2020 là hai cái năm bầu cử đó, you know, market đi lên rất là mạnh. Cho nên là nếu như market có pullback về, em không nghĩ là mình sẽ có thêm một cái bear market sớm như gì đâu. At least là pullback về, đi lên, tạo high mới. Thì nhận định của em cho năm sau mình có thể thấy cái con
để coi. Anh chị thì nói về spy, em thì em đến future, cho nên em sẽ đưa ra nhận định về con ES ha. Cái ES đó thì năm sau anh chị, em expect nó có thể đi lên tới 4.950 or even là mình có thể thấy tới 5.140 luôn anh chị. Thì đó là hai cái level mà em sẽ expect. Nếu mà chị có thể hỏi chi tiết hơn một xíu là có thể xảy ra đầu năm hay giữa năm, hay là em nghĩ nó sẽ rơi vào trong cái khoảng thời gian thì như hồi nãy em nói rồi đúng rồi, giữa tháng 1 cho tới tháng 3 mình expect là sẽ có một cú pullback. Nhưng mà nếu anh chị nhìn ở trên chart, even là chart của con SPY hoặc là chart của con ES, anh chị sẽ thấy là mình đang có một cái head and shoulder inverse, head and shoulder rất là lớn anh chị. Thì đó là cái price target của Eric cho năm sau đó, 4.950 và sau đó là 5.140 anh chị. Ok, là mọi người đã được giải mã một xíu về cái market mà kể cả Eric và kể cả anh Sơn cũng đều rất là đồng ý với cái việc là market của mình sẽ có một cái nhịp hồi và sau đó đi lên cao hơn, và nó có thể xảy ra khoảng giữa năm. Em thấy anh Sơn trong một cái khoảng thời gian gần đây á, thì tự nhiên em cảm giác anh đang trở lại với cái cách đánh của năm 2021 là momentum. Thì cho em hỏi một xíu về tại vì sao mà anh lại bắt đầu anh chuyển qua cái lối đánh đó trong cái khoảng thời gian này. Ok. Do market. Tại vì cái cách thị trường nó đi trong cái khoảng thời gian này á, nhất là tầm khoảng 2 tháng trở lại đây á, thì anh chị thấy ngày trước á, em rất là hay đánh spy và các cái mã stock big cap, là mấy con stock bự á, anh chị thấy như ví dụ như Tesla, AMD, Nvidia. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây anh chị thấy rõ là do là nó không rớt, nó lên quá nhiều, nó overbought rất là nhiều trong khung giờ lớn nhưng mà nó lại không rớt, thành ra là nó cứ đi ngang khó đánh. Em thì em chơi option anh chị, thành ra là mấy cái trade mà đi ngang như vậy khó đánh. Con spy nó cũng rất là khó đánh, một tuần nay anh chị thấy ông spy nó đi ngang, nó đi sideways, đánh option thê đà nó trừ rất là ghê luôn nếu mà mình lấy spy mất kỹ. Nhưng những cái mã stock lẻ, những cái con mà small cap, những cái con penny, những con small cap anh chị đẩy đi 3 tháng gần đây nó chạy rất là mạnh. Dễ thấy nhất á là anh chị theo dõi cái con RTY á, cái con IWM á, cái trong khoảng thời gian 1 tháng đổ lại đây á, anh chị thấy là 2 tháng nay là nó chạy rất là ghê. Thì đó là cái lối đánh mà em hay dùng trong năm 2021, tức là mình tìm những cái mã small cap, penny, mình dùng scanner mình tìm. Một ngày hôm nay em có trade một cái mã đó, nó tên là SNTG anh chị. Em chỉ vô nó trong vòng có 2 phút thôi, 2-3 phút thôi, mà cái share của nó chạy 20-30%, nó chạy bằng option luôn mà nó lại không có thê đà. Nhưng mà cái kiểu đánh này nó chỉ phù hợp khi mà cái mùa penny và cái mùa mấy con small cap nó tới thì mình đánh được. Mà năm 2021 anh chị nhớ là trong khoảng từ đầu năm 2021 cho đến cuối năm 2021, những cái con quen thuộc, ví dụ BLNK quen không? Ví dụ như những con như là Plug nè, đó, rồi GME nè, AMC nè, Rocket nè, mấy con đó. Trong năm tới này em dự đoán là những cái mã đó nó sẽ bắt đầu nó hot lại, mình sẽ có volume để mình trade. Okay. Nên là cái lối đánh đó là em đang hướng tới ở trong cái khoảng thời gian này. Đánh spy mấy bữa nay chán quá anh chị. Ok, rồi cảm ơn mọi người. Có một câu hỏi nữa là Yoda Sơn Eric có nhận định về Tesla trong năm 2024 không? Hỏi anh Sơn trước đi ha. Anh Sơn nghĩ sao về Tesla 2024 và một vài mã stock 2024 nè anh Sơn. Ok. Tesla theo anh thì cái room lên nó còn nhiều á. Anh nghĩ là con Tesla này thì mình coi khu weekly, mình thấy nó đang làm một cái inverse head and shoulder trong khu weekly á. Anh nghĩ lên ít nhất phải 300. 300. 300 phá được lên nữa. 350. All time high sớm thôi. Con này all time high có khả năng sang năm là all time high á. Có nghĩa là anh đang expect là nó sẽ chuẩn bị tạo sóng đi lên đúng không anh? Đúng rồi. Ok. Thì mình đợi xong cái nhịp correction này của market, lúc đó là Tesla nó sẽ đủ đà để nó lên. Tại vì con này bữa giờ nó chưa bay nhiều. Có nghĩa là anh Sơn đang đưa ra một cái nhận định là Tesla nó vẫn còn room đi lên nha anh chị. Nên là nếu anh chị nào mà đầu tư vào cái mã stock Tesla long term thì em nghĩ là không có vấn đề gì đâu, cứ mua vào canh bắt đáy mua vào thôi. Còn một vài mã stock khác thì anh Sơn có recommend đầu tư vào một vài mã stock nào mà nó
mạnh ở trong năm 2024 hay không? Thứ nhất là hiện tại một cái sector mà em vẫn đang bullish đó là vàng. 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 Thì future thì có BC. Còn bên stock lẻ của mình thì mình có là GLD. GLD thì cái kháng cự mạnh của nó là 195. Nhưng mà ở đây thì chưa nên mua nha. Nên đợi nó pullback rồi hãy mua.